vào tháng 4 2018 á. Thì em cũng đang khỏe mạnh bình thường, làm việc bình thường vậy thôi. Thấy chân của mình nó bị tê, có một cái cục máu đông á, nó tắc ngay cái động mạch chủ của mình. Thì bác sĩ mới thông báo với em là em phải cưa chân, chứ bây giờ không còn cách nào để mà cứu được. Thì lúc đó em tỉnh dậy, thì sau khi em sờ hai cái tay của mình vào hai cái mỏm cụt á, thì mình mới bắt đầu mới biết là mình cắt chân rồi.